Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube Nguyễn Chí Linh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ lược cho các bạn biết về tiểu sử cũng như là sự hình thành làm nên cái cống được xem là lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long trong thời điểm hiện tại. Cống này có tên là cống Lấn Thé, hiện đang tọa lạc tại tỉnh Trà Vinh, thì người dân địa phương hay còn gọi là cống 10 cửa, bởi vì cống này có tới 10 cửa lận. Cống này được xây dựng vào những năm 2003 đến 2005 và đưa vào sử dụng. Nơi này trước đây là một cánh đồng lúa rộng lớn, thì cống được xây dựng trên cánh đồng. Sau khi cống đã xây dựng xong mới bắt đầu là đào kênh dẫn nước vào. Cống này được xây dựng với mục đích là sử dụng, dùng để ngăn nước mặn, trữ nước ngọt, ngăn lũ và tiêu úng. Từ khi có cái cống này thì người dân làm nông nghiệp cũng rất là phát triển, đặc biệt là trồng cây lúa, tiếp đến là hoa màu và nuôi trồng thủy sản. Nhìn chung thì hoạt động của cống đôi khi làm ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh đường thủy, nhưng điều đó không đáng kể. Vào những tháng cuối năm thì thường xảy ra triều cường, nhưng chưa bao giờ thì nước tràn qua được cửa cống. Khi mà xây dựng cái cống này thì người ta có xây dựng thêm một cái cầu giao thông để cho người dân có thể đi qua lại thuận tiện hơn. Bây giờ mình sẽ đi lại gần cửa cống để cho các bạn có thể quan sát kỹ hơn nha. Wow, bây giờ hiện tại nước chênh lệch cũng khá là cao nha các bạn. Theo như mình quan sát thì mực nước chênh lệch giữa trong và ngoài hiện tại bây giờ là 1,5 m. Bây giờ mình sẽ bước xuống cửa cống thứ nhất. Thì tính từ chỗ mình đứng sâu xuống dưới đáy sông là khoảng 7,2 m. Các cửa cống ở đây đều là cống tự động, đóng hoặc mở, toàn bộ là do áp lực nước đẩy. Mấy năm gần đây thì có lắp đặt thêm hai cái cống thủy lực. Đối với cống thủy lực thì việc đóng mở chúng ta phải sử dụng bằng điện. Tiếp tục là mình sẽ bước xuống cửa cống thứ hai. Và đây là cửa cống thứ ba nha các bạn. Thì cửa cống thứ ba gần cái cửa cống thứ tư. Cửa cống thứ tư lúc này là đang mở nên cái nước ở cửa cống thứ ba xoáy rất là mạnh nha các bạn. Chiều ngang của cửa cống này là khoảng tầm 10 m. Thì dòng nước tràn mạnh như thế này thì mình nghĩ là cũng không có chiếc xà lan hay là chiếc con ghe gỗ nào sẽ dám vô trong thời điểm này nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ leo từ cầu thang qua bên cửa cống thứ tư, bởi vì là lúc này chân mình cũng khá là run nên mình không dám đi ngang cửa cống thứ ba nha các bạn. Và đây là cửa cống thứ tư. Phải nói là nước chảy thật là khủng khiếp. Hiện tại thì cửa cống thứ 7 bên kia cũng đang mở như các bạn. Lúc này là đang ở phía xa thì có một chiếc ghe gỗ đang chuẩn bị vào cống, nhưng mà có lẽ là tại không hơi do dự như các bạn. Các bạn có thể đón xem coi liệu rằng là chiếc ghe gỗ này tại không có quyết định đi vào hay là không. Anh tài công lúc này là chỉ việc thả trôi theo dòng nước. Mình cũng hy vọng anh tài công kịp thời suy nghĩ cho ghe của mình quay đầu lại, bởi vì là phía trước rất là nguy hiểm.
Vậy là anh tài công đã có một quyết định thật là thông minh khi mà thấy được sự nguy hiểm ở phía trước. Lúc này là 36 kế cả là thử thách.